Pro Max các bạn ơi, Pro Max đây. Và bây giờ mình sẽ bóc siêu cho các bạn con Pro Max này ngay tại bên Singapore, ở ngoài đường luôn cho mọi người xem này. Đấy, bóc siêu trên này. Và bây giờ mình sẽ bóc luôn cái siêu ở dưới này. Đó. Màu tím các bạn ạ. Trời. Tiên sư cái hộp là màu tím nhưng mà nó không nói là màu gì, làm nó không biết để chuẩn bị tinh thần. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu tím này, nghiêng này ra màu xám đúng không? Kiểu màu tôm ấy. Đấy, nhưng mà như thế này thì là tím đúng không? Đúng. Đó, và phải có ánh sáng ở bên ngoài trời vào thì các bạn sẽ thấy màu tím khá rõ. Zoom vào cái cụm này này, đấy lại gần hơn. Thì cái cụm này thì sẽ không bị ảnh hưởng nhá, tức nghĩa dù ở góc nào nó cũng luôn là cái màu tím này. Đây, cái viền camera cũng sẽ là màu tím này. Đó, nhưng mà riêng cái mặt lưng thì sẽ là tím tùy theo cái góc độ mà các bạn nhìn. Vì vậy nên mà nếu các bạn nhìn thấy hình ảnh ở trên mạng thì con này sẽ không hề tím giống như cái ảnh mà Apple quảng cáo. Nó cực kỳ dịu dàng và nhẹ nhàng. Ta nhìn con một chút. Đây thưa các bạn là màu tím của mình đây. Rồi và bây giờ các bạn đã thấy là mình đang có cái màu xanh mới nhất của iPhone 13 Pro Max. Và so với lại cái màu tím của iPhone 14 Pro Max thì không biết là các bạn nghĩ gì. Tú đội thích cái màu nào hơn? Màu này hợp bệnh rồi. Màu này hợp bệnh nghe. Thằng này chắc chắn là mệnh thổ rồi. Nên mà thích màu xanh của lá cây. Còn cái màu tím này thì là hợp mệnh nào ạ? Mệnh hệ các bạn ạ, nhất là mệnh hệ phu nhân. Khi mà các bạn có nhiều tiền để sử dụng cái phiên bản màu tím này. Và đây là sản phẩm xách tay tại Singapore thôi. Còn như mình đã từng nói là các bạn nên mua sản phẩm VNA để có mức giá tốt nhất, tránh bị độn giá và còn có nhiều sự lựa chọn về màu sắc. Thì các bạn thể truy cập vào link bên dưới tại 7net, có thể tham gia một số mini game, nhận được những voucher này. Và tất nhiên đây là đại lý ủy quyền của Apple nên sẽ luôn đầy đủ màu sắc, bộ nhớ và cũng như là các phiên bản máy từ 14 cho đến tận 14 Pro Max cho mọi người có thể lựa chọn. Cầm hai con trên tay thì là lúc các bạn nhận ra rõ nhất sự khác biệt về cụm camera. Ở bên cụm camera con này sẽ có kích thước lớn hơn và cái đèn flash LED thì như mình đã từng chỉ cho anh em là nó có sự khác biệt giữa hai cái sản phẩm này. Cá nhân mình thì thực sự thấy là màu tím đúng là nó có sự khác biệt và có một cái chút gì đấy nó nổi bật. Để cho mà chúng ta đi ngoài đường thì lập tức mọi người sẽ có thể chú ý vào cái sản phẩm iPhone mới của các bạn và nó biết đây là iPhone 14 Pro Max. Chứ còn nếu tất cả những yếu tố khác, các bạn nhìn các cái cạnh thì nó giống y hệt chiếc iPhone 13 Pro Max thôi, không có điểm khác nào ở đây cả. Tuy nhiên riêng ở cái cạnh bên này sẽ nhận ra sự khác biệt của hai con máy. Cái phần mà khay đựng SIM của iPhone 14 Pro Max sẽ bị đặt thấp hơn và các nút bấm thì lại đặt cao hơn. Điều này đã được kiểm chứng là mình có thử nghiệm đeo ốp lưng của iPhone 13 Pro Max vào 14 Pro Max nhưng bị cấn, không bấm được những cái phím tăng giảm âm lượng này một cách thoải mái nhất. Vì thế nên là anh em đang dùng ốp của iPhone 13 Pro Max thì các bạn không dùng chung với iPhone 14 Pro Max được. Ngay cả bên này cũng thế thôi. Đây, mình để như thế này cho anh em hiểu nha. Đó, nó hoàn toàn song song trên bề mặt với nhau nhưng mà phím lại đặt lệch. Còn bây giờ thì mình sẽ phải bóc siêu con máy này. Lưu ý là hôm nay tại Singapore nếu các bạn mua máy mang ra khỏi cửa hàng là chưa chắc là máy là còn nguyên siêu đâu. Bởi vì họ sẽ yêu cầu các bạn là bóc siêu này active ngay tại trong cửa hàng. Còn con này mình kiếm được lại còn nguyên siêu, chưa active trên máy hay. Và màn hình của chiếc máy này khi gọi lên thì cũng sẽ là màu tím khi mà active. Apple đúng là biết cách làm màu. Rồi bây giờ là sao? Ô, nhìn cái Dynamic Island của nó này. Nó biến cái chỗ mà nhập Face ID nó to vãi các bạn ơi. Ngày xưa nó là một vùng đen không đúng không? Nhìn này, hài vãi Tú đội ạ. Nhìn hài nhờ, ô nó lại thu nhỏ lại này. Tôi xin nhắc lại với các bạn là cái này nó không phải là đột phá về công nghệ. Các bạn thấy cái cảm xúc của tôi mà các bạn sẽ nghĩ là thằng này chắc là cuồng quá nên mà đột phá. Nó chỉ đơn giản là cái cảm xúc của một người dùng iPhone khi mà từ cái tay thỏ mà bây giờ nó thành như thế này cho các bạn ạ. Chứ thực ra là mình đã dùng những cái con như là LG V10 hay là những cái sản phẩm khác thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng là thực sự là nếu mà các bạn đã quá quen với cái tay thỏ thì nó đem lại một cái cảm xúc nó sẽ rất là khác biệt. Lưu ý là những bạn nào mà sử dụng kể cả là một SIM vật lý như thế này thì các bạn vẫn có thể là sử dụng eSIM bình thường nha. Đó, Dark Mode này. Ui xời. Thì chiếc iPhone 14 cũng được thiết lập một cái hình nền với cái tông là màu tím bên trên này, ngả xanh xuống bên dưới. Được chưa ạ? Mình sẽ có một chút so sánh là chúng ta sẽ cùng nhau mở Face ID được không anh em nhá. Bây giờ này, hai máy, cái máy này thì nó sẽ không slip hoàn toàn nhưng mà để cho công bằng mình sẽ để như vậy, gõ hai lần lên này. Ui nó nhanh thế nhở. Tôi thử lại lần nữa, tôi không kịp nhìn này. Cả hai con này nhìn này, khóa đều mở cùng một lúc luôn, quá nhanh. Cái việc thay thế cái Face ID này không hề ảnh hưởng với cái diện tích của nó, vẫn được đảm bảo cái hiệu suất cho chúng ta trong quá trình sử dụng hàng ngày. Về camera thì nó được trang bị thêm một cái nút zoom 2x nhưng về cơ bản đây chính là cái nút zoom kỹ thuật số chứ không phải là ống kính quang học. Và chúng ta sẽ chụp thử một tấm này và đây là zoom 3x. Rồi. Nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ thì nó vẫn bị cái lỗi như mình đã nói ở trên con Pro.
khi zoom thì nó sẽ cảm giác là bị rung lắc nhẹ. Còn nếu mà chúng ta zoom ở trên con 13 Pro Max không bị, đúng tú. Nhìn này, zoom mượt chưa? Đúng, đúng, mượt rồi. Và nếu chúng ta thử trên con này này, và lưu ý rằng là con iPhone 13 Pro Max chỉ là công nghệ chống rung trên cảm biến thế hệ 1, còn con này là chống rung trên cảm biến là thế hệ thứ 2. Nhưng mà cảm giác nó có vấn đề các bạn ạ. Và không chỉ con 13 Pro đâu, con Pro Max cũng bị như thế này luôn. Nên mà mình đang khá là đặt hỏi chấm về cái trải nghiệm này. Nhưng mà các bạn thấy là quay video không sao nha. Chỉ có chúng ta là chụp hình thì mới bị thôi các bạn. Ui, áo ma Canada. Cái này có thể là do phần mềm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chờ đợi Apple chỉnh sửa trong tương lai để chúng ta có thể biết được điều này một cách cụ thể hơn. Về màn hình hiển thị thì đây là chiếc điện thoại có độ sáng lên tới là 2000 nit, ra ngoài trời cực kỳ dễ nhìn, không thành vấn đề gì hết, rất xịn sò, đẹp và đẳng cấp. Và như vậy qua video này tôi đã mở hộp và trên tay nhanh. Úi ổi, tí ngã các bạn, rơi cái máy sót. Và như vậy qua video này tôi đã trên tay nhanh và mở hộp các bạn về chiếc iPhone 14 Pro Max, một chiếc điện thoại bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, được quá nhiều người ưa thích. Đơn giản là có Dynamic Island, có camera 48 megapixel đầu tiên của Apple. Nó có thiết kế vẫn y hệt iPhone 13 Pro Max. Nên nếu các bạn chẳng may mà mua 14 Pro Max, nhớ đưa mặt trước ra các bạn nhé, không người ta không biết là dùng iPhone mới đâu. Và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau.